Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, mời quý vị cùng suy ngẫm bài học Kinh Thánh hôm nay để thấy rằng mỗi chúng ta cần phải trách nhiệm cho những việc mình làm. Chính vì vậy, nếu không nhận biết và ăn năn xưng tội cùng Chúa thì sẽ không được Ngài tha thứ. Bài học có tựa đề Lời cảnh cáo, nương trên hai câu Kinh Thánh, Sáng Thế Ký chương 4, câu 6, câu 7. Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: "Cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó." Câu gốc của bài học như sau: chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: "Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi." Vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai, nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình. Đoạn lòng tư dục cưu mang sinh ra tội ác đã trọn sinh ra sự chết. Gia Cơ chương 1 câu 13 đến câu 15. Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã cảnh cáo ông Ca-in điều gì? Chúng ta được nhắc nhở gì qua bài học này? Kính thưa quý vị, cả nhà không ai nhận ra cơn giận đang sôi sục trong lòng và trí ông Ca-in. Nhưng không có gì che giấu được Chúa. Ngài đã hỏi ông Ca-in: "Cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống?" Câu 6. Câu hỏi không phải để ông Ca-in trả lời cho Ngài, mà để trả lời cho chính ông. Ngài muốn nói với ông Ca-in rằng: "Các ngươi là người thờ phượng, nhưng ta là đối tượng của sự thờ phượng, và ta là đấng duy nhất có quyền quyết định về sự thờ phượng của các ngươi, là đấng duy nhất quyết định nhận sự thờ phượng của ai. Ngươi là ai mà dám đứng trước mặt ta để nói về sự công bằng?" Trong Gióp chương 41 câu 2, chương 42 câu 3. Có lẽ lòng kiêu ngạo đã khiến ông Ca-in quên mình là con người đầu tiên sinh ra trong dòng dõi tội lỗi, và mình không thể làm gì để trở nên công bình trước mặt Chúa. Chúng ta phải luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời có quyền hành động theo ý muốn Ngài, và không ai có quyền đòi hỏi Ngài phải hành động theo ý muốn mình. Lòng kiêu ngạo cũng khiến ông Ca-in trở nên ngu dại, không nhận ra Đức Chúa Trời từ chối lễ vật không có nghĩa là Ngài từ bỏ ông. Nếu từ bỏ thì sao Ngài còn tìm và cảnh cáo ông? Sự kiêu ngạo đã làm ông mù lòa, không nhận ra việc mình làm là sai. Trong câu 7 phần A, người kiêu ngạo luôn lấy mình làm trung tâm, nên thiếu nhạy bén với sự bày tỏ của Chúa, mà rất nhạy bén với những điều người đó cho là đang làm tổn thương mình. Họ trở nên ngu dại khi cố gắng bảo vệ mình. Không những thế, Đức Chúa Trời còn cảnh cáo rằng Satan luôn luôn rình rập để tấn công và ăn nuốt ông Ca-in. Trong câu 7 phần B, ông không thể ngờ một ý tưởng sai trật đã đem ông đến một hậu quả đen tối. Có lẽ không ai ngờ tội phạm giết người đầu tiên khởi đầu qua việc dâng của lễ. Ma quỷ có thể tấn công ngay cả lúc chúng ta đang thờ phượng và hầu việc Chúa. Đức Chúa Trời cho ông Ca-in biết dù phải chịu sự tấn công của Satan thì ông phải quản trị nó. Trong câu 7 phần B, nói cách khác, ông Ca-in phạm tội vì ông không quản trị được tấm lòng mình. Đừng đổ thừa cho việc Chúa không nhận của lễ, cũng đừng đổ thừa cho A-bên hay thậm chí đổ thừa cho Satan. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về tội lỗi mình đã phạm. Trong Gia Cơ chương 1 câu 13 đến câu 15, nếu không xưng nhận tội lỗi mình và ăn năn thì sẽ không bao giờ được tha thứ. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con nhận biết những lời cảnh cáo của Ngài cho con. Và mỗi khi con phạm tội, xin Chúa tha thứ cho sự yếu đuối của con,
và ban cho con tấm lòng hạ mình ăn năn và phục hồi mối tương giao với Ngài. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có nhận biết những lời cảnh cáo của Chúa và nhanh chóng ăn năn không? Lời Chúa nhắc nhở cho con nhận biết cách sống vẫn còn lạc sai, ăn năn xưng tội cùng Ngài, được Chúa tha thứ, tỏ bày hồng ân. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.